Xin chào bạn, hôm nay mình sẽ trải nghiệm tựa game Rust, một tựa game đua xe trên hiệu hành iOS. Mình bắt đầu vào giao diện của game. Cái game Rust này đặc biệt của nó là đồ họa nó không hề thua kém một số thể loại đua xe khác, nhưng mà cái dung lượng của nó khá là nhẹ. Đây, như các bạn có thể thấy, vào chúng ta có thể nhìn thấy ngay cái chiếc ô tô của chúng ta, và có các chế độ đua như kiểu đua theo nhiệm vụ, đua theo kiểu bàn đua nhanh, hay là đua các kiểu. Đây là mình đang vào gara ô tô, thì các bạn có thể đổi màu được chiếc ô tô của chúng ta, và có thể xăm trổ thêm một số logo vào như ở đây. Đấy, một cách khá là hay. Đây, mình sẽ xăm trổ, ví dụ đây sẽ xăm thêm cái này. Khi các bạn mua thêm một đồ để cho nó đẹp lên thì các bạn sẽ mất một lượng tiền các bạn cần phải kiếm khi đua xe. Ngoài ra thì trong game chúng ta có thể vào được phần tùy chỉnh, thì trong này các bạn có thể chỉnh được cách hiển thị tốc độ và chỉnh âm nhạc và điều chỉnh ngôn ngữ. Chúng ta bắt đầu trải nghiệm gameplay. Thì mình sẽ thử đua theo nhiệm vụ xem thế nào. Trong phần đua nhiệm vụ thì mỗi một bàn như thế này thì các bạn có phải hoàn thành được 4 phần nhiệm vụ nhỏ, như kiểu đua theo đua như bình thường, đua theo thời gian, hay là đâm, hay là vượt, đua solo chẳng hạn. Đây, mình bắt đầu trải nghiệm gameplay. Mình đang chọn chế độ đua theo như bình thường. Thì mình đang chọn điều chỉnh cách điều chỉnh xe bằng có các phím cứng trên màn hình. Đây, như thế này. Thì để cho nó tiện lợi tùy thuộc các bạn chơi thôi. Đây, mình đang chơi. Còn đây là nút Nitro, đây nút phanh. Khá giống với một số tựa game đua xe khác, nhưng mà ngoài ra cái thể loại game Rust này thì nó kiểu cho chúng ta thấy sự đặc biệt là các bạn có thể nhìn thấy vị trí với cả tốc độ của các bạn ngay bên cạnh xe, không cần phải ngước mắt lên để nhìn như một số tựa game cùng thể loại khác. Đấy, đây là một ứng cử viên có thể sánh vai cùng Asphalt 8 hay là gì đó. Đấy, xông lên. Như các bạn được thấy thì đồ họa của game nó được thiết kế khá là bắt mắt. Đây, các bạn có nhìn thấy thành phố nó ra khá đẹp. Nhưng mà game này nó hạn chế một số cảnh là nó không có thêm như kiểu một số đồ vật được ép vào trong game để chúng ta thấy nó có cái để đâm vào cho nó hay. Đấy, trông nó cũng khá là nhàm. Mình đang ở vị trí đầu tiên rồi. Mình phải đua 3 vòng. Ngoài ra thì nếu mà các bạn không quen cái việc cách điều khiển như mình, thì các bạn có thể vào phần setting để có thể chỉnh. Ví dụ vào đây thì chỉnh tốc độ này, chỉnh cái camera để các bạn nhìn. Và còn đây là chỉnh, có 4 cái cách để các bạn điều chỉnh. Ví dụ chỉnh lắc máy, hay là có bàn phím cứng nhưng mà đổi. Đây, mình vẫn giữ cái cũ để cho dễ. Đây, để mình đua tiếp. Đấy, mình đang đua ở một số bàn đầu nên các người chơi khác nó đua cũng đang khá là gà, chạy mình khá là buồn. Đấy, mới vào đầu nó bắt đua 3 vòng lâu vậy. Hình như sắp về đích rồi. Bản đồ của game thì cũng khá là nhỏ nên các bạn chỉ có thể nhìn thấy được các đoạn cua thôi, để các bạn điều chỉnh cái nút phanh cho nó hợp lý. Mình đánh giá âm nhạc trong game nó cũng khá là hay. Nó sẽ update các bài nhạc nó khá phổ biến mà chúng ta nghe hiện giờ. Đấy, nhưng mà không có nhạc Việt Nam thôi. Khá là bà đạo, chạy mãi bỏ xa các game thủ khác. Hình như sắp về đích rồi. Cua trong này lái khá mượt mà. Đấy, đua gần 2 phút. Đây, có hiện xanh xanh này là chúng ta đã về đích. Đây, mình đã hoàn thành xong một cái bàn chơi. Mình đang đứng vị trí thứ nhất, và các bạn sẽ được thưởng một lượng tiền. Đây, thưởng một lượng tiền để các bạn có thể nâng cấp xe và mua một số loại xe mới. Đây, nó sẽ có, ví dụ bạn đứng ở vị trí nào thì bạn sẽ được từng lấy lượng tiền. Đấy, ngoài ra thì
mình sẽ ra ngoài. Đấy. Ngoài ra thì nó còn đang phát triển cái chế độ multiplayer, thì trong một thời gian sắp tới nó sẽ có thôi. Ngoài khi mà các bạn kết nối được vào Facebook thì các bạn sẽ được nhà phát hành thưởng cho một lượng tiền để có thể mua một lượng xe. Bài trải nghiệm game của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.